Xin chào anh em. Hôm qua vừa làm một cái video nói về chạm sạc, thấy nhiều anh em hưởng ứng nên là hôm nay lại nổi hứng lại làm thêm cái video nữa. Là nói về xem là VinFast ở bên Canada này thì là đang được bà con nhân dân hưởng ứng như thế nào. Thì tôi cũng theo dõi VinFast ở bên này, chính vì thế cho nên là tôi cũng hay bấm vào những cái fanpage hay là những cái video mà VinFast phát. Đấy, rồi là cũng hay tìm hiểu về xe điện, cũng tra xe điện các thứ. Thế thành ra là thấy quảng cáo của VinFast chui vào cái page của tôi, chui vào cái Facebook của tôi cũng khá là nhiều. Thế là tôi cũng chui vào tôi đọc xem là bà con phản ứng như thế nào. Thì nói thật rằng là ở bên này ấy thì là cái truyền thông nó sẽ khó hơn rất nhiều so với ở nhà. VinFast khi mà ra đây làm quảng cáo, làm truyền thông thì sẽ cực kỳ khó, chứ nó tại vì cái kênh thông tin của nó thì là nó sẽ rất khác so với ở nhà. Đấy, nó rất khác, nó không kiểu như là nó không tập trung vào một vài kênh như ở Việt Nam, mà nó có rất nhiều kênh và người ta ví dụ như Facebook chẳng hạn thì cũng không có phải là không phải là nhiều người dùng, rồi là nó không có những cái kênh truyền hình giống như kiểu là trên toàn quốc như kiểu là VTV3 hay là VTV1. Đấy, mà nó có rất nhiều kênh. Đấy, thế cho nên là bên này phải nói là thật sự là để mà đánh giá được cái phản ứng của người dùng hay là của chuyện thông qua truyền thông để mà đánh giá thì rất là khó. Đấy, thật sự là rất là khó. Đấy là một trong những cái khó khăn mà tôi nghĩ rằng là VinFast sẽ phải vấp phải. Rồi là quảng cáo bên này nó cũng rất đắt. Đấy, thì quay trở lại những cái bài quảng cáo của VinFast thì thời gian gần đây là tôi thấy quảng cáo rất nhiều, tôi nghĩ cũng khá là tốn tiền đấy. Đấy, thì chủ yếu là quảng cáo mời chào đặt hàng, đặt cọc. Thì bạn bè tôi thì cũng có 1-2 người đặt cọc rồi. Tôi rất tiếc là tôi cũng không chưa có tôi cũng muốn đấy, nhưng mà mình chưa có kế hoạch, cho nên là mình cũng có xe rồi, mình mới mua xe nên là tôi cũng không đặt. Thế nhưng mà bạn tôi là có đặt rồi, nhưng mà tôi nói rằng là bạn tôi thì cũng kiểu như là nói rằng là kiểu thôi thì cứ đặt, thế sau đó rồi nếu mà không lúc đó có hay không thì không thích thì lấy tiền lại thôi. Đấy, lấy tiền lại thôi, vì bên này nó đã nói là phải làm rồi, nói là chứ không có chuyện là không trả lại, nên thành ra là bạn ấy cứ đặt. Đấy, đặt vừa một phần là ủng hộ, thứ hai nữa là giá nó cũng hợp lý, thứ ba đấy là nếu không thích thì lấy lại mà. Đấy, thì tôi thấy là quảng cáo đặt cọc rất nhiều, và tôi đọc các cái comment ở trong đó thì là một số, nói chung là những cái comment đấy nó cũng còn đang rất ít, nó không phải là triệu view hay là hàng ca hàng ngàn cái comment như ở Việt Nam đâu. Ở bên này thì lèo tèo lắm, vài cái comment không, giống như kiểu muối bỏ biển đấy mà. Đấy, quảng cáo như kiểu muối bỏ biển. Và nói thật rằng là cái quảng cáo ở trong cái comment ở trong đó thì sẽ có mấy cái dạng như này. Một là rất nhiều là anh em Việt Nam của chúng ta, những người ở bên này, hay là những người hâm mộ, hoặc là những người không hâm mộ, nói không hâm mộ hay là gọi là đả phá thì cũng có nhiều. Ví dụ như đặc biệt những thành phần mà kiểu như là nói những câu dạng như kiểu là mang tính cái gì nó gọi là ý thức hệ đấy, nó khác nhau về vấn ý thức hệ, chê bai các thứ, thì nói những cái câu nó không được hay. Đấy, thì thành phần đấy là rất nhiều. Đấy, thành phần đấy rất nhiều. Đấy, những thành phần gọi là a cay đấy, trồng cậy bánh xe đấy, thì cũng rất nhiều. Đấy, rất comment rất nhiều. Đấy là một. Thứ hai nữa là những người quan tâm thực sự và muốn mua thực sự cũng là người Việt Nam thì cũng có. Đấy, cũng có nhiều, tại vì nói gì thì nói, như tôi thì tôi rất là mong muốn là có thấy được một cái thương hiệu của Việt Nam sang bên này và chạy ở trên đường. Đấy, thì tôi thì những thành phần đấy là cũng có. Một nữa là thứ ba là những cái người mà dạng cũng giống kiểu như là comment dạo ấy. Đấy, comment dạo thì tất nhiên là người ta cũng phản ánh một phần nào cái ý của người mua. Đấy, ví dụ như có những người họ nói rằng là
ồ cái thuê pin á, thuê pin là cái gì, tôi không dạy gì mà đi thuê pin, tôi tự nhiên là phải đi mua xe lại phải đi thuê pin lại trả thêm 1.000 mấy tiền thuê pin nữa. Xong rồi người ta confuse cái chuyện là confuse, tức là người ta bối rối trong cái chuyện là tại sao lại có cái mô hình đi cho thuê pin như thế này. Đấy. Tại sao lại có cái mô hình đi cho thuê pin thế này? Tôi đã phải như vậy là cái giá này chưa bao gồm cái tiền thuê pin hay sao? Tôi đang dùng cái dẫn đường của Volkswagen, nó làm rất hay, nó chỉ đường cũng rất hay và nó cũng rất là thông minh. Đấy. Tôi đang ở Canada mà. Buổi sáng ra đi tập thể dục tí xong rồi trên đường về thì quay cho anh em. Đấy. Thì đấy, một số người là cũng rất là bối rối trong cái chuyện cái mô hình kinh doanh đấy, tại vì như thế nào, tại vì với cái mô hình mà gọi là cho thuê pin đấy ở bên này ấy, thì tôi nói thật sự là không phải là mới. Vì sao? Vì là ở bên này người ta mua xe trả góp rất nhiều, người ta mua xe trả góp rất nhiều thì thực ra cho thuê pin thì cũng là một hình thức kiểu như vậy thôi. Như vậy là ý là hàng tháng người ta đều phải vay tiền và người ta trả tiền ngân hàng rồi. Hàng tháng là người ta phải vay, ví dụ như mỗi một cái xe mua là một tháng phải trả bao nhiêu tiền đó, 1.000 mấy hay gì đấy, thì thành ra là tôi đang vào cao tốc nên là mình đó. Ở bên này cái làn xe nó rất là nhỏ, nó không phải là bên bên Việt Nam mình, tôi cảm giác là nhiều khi là cái làn xe nó chia rất là rộng, thành ra là đi nhiều khi là cứ chèn nhau, còn bên này nó cái làn xe nó hẹp lắm, thành ra là ví dụ một cái xe to mà nó đi bên cạnh mình là hơi bị còng, nó sát sạt có sát sạt. Ok, quay trở lại câu chuyện VinFast nhá, thì là ở bên này thì họ đa phần là họ mua xe trả góp đấy và nó vay tiền ngân hàng, chính vì thế cho nên là hàng tháng họ đã phải trả cái tiền ngân hàng rồi. Đấy, tiền ngân hàng rồi, xong bây giờ lại trả thêm tiền pin nữa thì coi như là gánh nặng. Đấy, mà thu nhập của người bên này thì người ta thuê nhà với cả người ta trả tiền xe là hết rồi. Đấy, thuê nhà trả tiền xe ăn chơi một tí nữa là nói chung cũng khó khăn đó. Đấy. 71. Mình ra 71 hay ra nhiều nhiều nhá. Mẹ em chờ tí nhá. Đang quay thì lại 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 tôi bấm vào cái kia thì nó bị trượt ra mất, vì mình đang lên đường cao tốc nên mình hơi cóng. Bên này nó đi nhanh lắm, đi vào đường cao tốc nó đi nhanh lắm, thành ra là mình chỉ cần nhầm làn phát là oi mà toi ngay. Mình gầm nhầm làn cái là xong, là coi như là đi, có thể là đi hàng chục km, nhầm bằng chục km luôn. Ok, thì thôi nào tôi phải cho bọn 10 xem cái bản đồ của bọn Volkswagen này, nó làm hay cực luôn. Đó thì tức là bên này họ họ phải phải trả tiền thuê nhà này, họ phải trả tiền vay tiền mua xe này, đại loại là họ trả góp hàng tháng rất nhiều. Đấy, họ trả góp hàng tháng rất nhiều, chính vì thế cho nên là cái mô hình mà cho thuê, tôi nghĩ là cho thuê pin là bên này để mà giảm cái giá chi phí ban đầu ấy, là thật sự là không không phải là cái gì đấy nó quá là đột phá đâu. Thì tôi nghĩ là cái mô hình cho thuê pin ở bên này của VinFast không phải là cái mô hình đột phá. Tại vì bạn hình dung ra là bây giờ hàng tháng người ta đã phải trả cái tiền
tiền vay tiền trả góp rồi, xong rồi giờ lại tiền trả thêm tiền pin nữa, xong rồi lại tiền điện nữa, tiền sạc điện ấy. Đấy, thì toi à. Đúng không? Cho nên là mô hình đấy cũng không làm cho người ta rất là bối rối. Ở bên này người ta sẽ rất là bối rối. Đấy, rồi là đấy, thành phần thứ hai là comment như thế. Còn những thành phần thứ ba nữa là có những cái cũng là người người nước ngoài ấy, không phải là thành phần trồng gậy ấy, là họ phàn nàn rằng là đấy thì tôi tự nhiên tôi phải đi mua xe của một cái nước không có cái lịch sử về sản xuất xe cộ các thứ. Đấy, thành ra là ôi rồi đang lái xe mà ở bên vào cao tốc đi nó cứ sai làn sai liếc cái là nó cứ loạn lên, thành ra là mất tập trung quá anh em ạ. Đấy. Ok, quay trở lại tiếp câu chuyện nhá, thì đấy thì là cái một cái đối tượng nữa, đấy là những cái thành phần mà vào xong rồi nói rằng là tại sao tôi phải mua một cái xe mà chưa có tên tuổi thế nọ thế kia. Nhưng cũng có những comment tích cực. Đấy, comment tích cực ví dụ như là tôi rất là thích cái thiết kế này. Tôi rất cái thiết kế của cái xe này và giá cũng hợp lý. Đấy. Giá máy nó nói cái giá nó cũng hợp lý. Đấy. Và một đặc biệt nữa là cái VF9 ấy là nó 7 chỗ thì hiện nay ở bên này là nó chưa các cái xe điện là nó chưa có offer chưa có cái xe đó. Thế cho nên là cái đấy cũng là một cái lợi thế. Thật ra 7 chỗ thì Tesla có cái modem Y thì là nó cũng là 7 chỗ. Nhưng mà thực ra nó là 5+2 thôi. Nhưng mà đấy cũng là một option. Nhưng mà Tesla thì thực ra là một dòng xe sang ở bên này rồi. Xe sang. Thế thì nó cũng giá cả của nó cũng cao. Nó cũng cao hơn. Thật ra bên này nói là để mà VinFast sang được thì thật sự là nó khó khăn vô cùng. Tôi nghĩ là thật sự là rất là khó khăn. Nói chung là khó khăn lắm. Tại vì thuận lợi thì cũng có chứ không phải không. Nhưng mà khó khăn thì vô vàn. Tại vì ở bên này nó có một cái nữa mà tôi nghĩ rằng là còn liên quan thì nữa, đấy là VinFast phải tìm hiểu về các cái vấn đề về bảo hiểm đấy, bảo hiểm xe các thứ đấy. Tại vì bên này là cái xe của nó là người lái xe là lúc nào phải tham gia cái bảo hiểm bắt buộc cũng khá nhiều tiền. Bên này là cái thị trường bảo hiểm nó rất phát triển tại vì là nó có rất nhiều cái nó bắt buộc phải có bảo hiểm. Ví dụ như là nhà, mua nhà là bắt buộc nhà cũng phải có bảo hiểm và cái tiền bảo hiểm thường rất là cao và bắt buộc phải mua tại vì là ông có nhà thì ông phải mua cái tiền bảo hiểm cho nhà đấy để trong trường hợp mà có những sự cố thì xảy ra thì ông được cover đấy. Nhưng mà nó lại là bắt buộc đấy. Tất nhiên là nó cũng có option nhưng mà nhìn chung kể cả cái base của nó, cái cơ bản của nó cũng rất là cao, đặc biệt là mua những nhà để cho thuê. Và rồi là các vấn đề liên quan đến an toàn. Đấy. Thế cho nên cái xe cũng thế. Cái xe mà không pass được các cái tiêu chuẩn an toàn, không có các tiêu chuẩn an toàn thì thậm chí nó còn không bán nữa. Nó cũng không, các công ty bảo hiểm nó còn không bán nữa. Mà khi mà nó không bán nữa rồi thì làm sao mà kinh doanh được. Thế cho nên là để mà bán xe bên này thì chắc chắn là phải các cái tiêu chuẩn về an toàn là phải qua. Đấy. Nhưng mà cũng được một cái là bên này nó cởi mở. Tôi thấy là bên này nó cởi mở, nó cũng sẵn sàng nó mua những cái xe cái thương hiệu khác nhau chứ nó không kiểu như kiểu bên Thái Lan cái thứ đó, nó khá là cởi mở. Rồi một cái nữa là tôi không biết là họ về VinFast có nhắm quảng cáo nhiều bên thị trường Mỹ không, chứ còn ở thị trường Canada thì thật ra người Canada là cái thu nhập cái thứ là nói chung là giống kiểu nhà quê của Mỹ, không có thua, không thể so được với Mỹ luôn. Không có tiền không nhiều được bằng của Mỹ đâu. Mỹ
nhiều tiền, cho nên là bán thị trường là phải thị trường Mỹ cơ. Đấy, rồi tôi đến nơi rồi. Đấy, sơ bộ là bà con hưởng vui này là như thế, khó khăn vô vàn và rất khó để có một cái kênh để mà đo đạc được là cái phản ứng của cái khách hàng như thế nào đâu. Nó thật sự là rất khó, nó không như kiểu Việt Nam nếu mà mình tổ chức các sự kiện các thứ là mình có thể thấy được, hoặc là ở trên các cái trang mạng xã hội hoặc là các cái kênh truyền hình đấy là mình đánh giá được. Đó, mình đánh giá được dễ. Chứ còn ở bên này thì các cái kênh rồi các cái thứ đấy của nó thật sự là nó không có một cái kênh nào tập trung cả. Nhiều khi tôi không biết là họ xem cái kênh gì luôn, mặc dù đã ở đây hơn một năm rồi. Đấy. Họ không tập trung vào những cái kênh truyền hình và YouTube, Facebook họ cũng không xem nhiều. Đấy. Tất nhiên là tùy từng bộ phận hoặc là tùy từng gọi là cụm dân là có những vùng họ xem thích xem cái này, có những vùng họ thích xem cái kia, rồi là đó, nói chọn tóm lại là thật sự là rất khó để mà đánh giá. Nhưng mà tôi chỉ có tổng hợp được sơ bộ trên các cái quảng cáo mà VinFast đã phát ra rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.